Hoàng Lê Thiết xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại nhà vườn của chú Cường Thóc. Cái từ ra thì đúng hơn, cái sân cây rất là đẳng cấp. Bây giờ là 5:20 chiều, thời tiết miền Bắc thì nó đang lạnh nên là nó rất là nhanh tối. Vậy mà tôi đang ở kích sáng, đẩy ISO để quay cho quý vị xem hình ảnh mới nhất những cái cây ở cái không gian, cái vườn, cũng như là những tác phẩm hoàn thiện trong khuôn viên này. Ở Hải Dương thì chúng ta biết là cái cây si được quan tâm rất là nhiều. Và thời gian vừa rồi thì quý vị các bạn nghe đấy, bạn Quốc Anh vẫn nói là cái cổ phiếu si tăng. Vì vậy mà không ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy rất là nhiều những cây si trong cái vườn của chú Cường Thóc, đều là những cây si rất là chất lượng, rất là quý. Cây si đường hướng và cây si rất là điệu đà như thế này. Quý vị anh em nào mà có điều kiện thì nên về đây chiêm ngưỡng trực tiếp, có quá nhiều cây chất lượng. Quý vị anh em chúng ta có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, như là chiêm ngưỡng các tác phẩm. Tôi đang đi khắp mọi nơi, update thường xuyên các cái nhà vườn để cho cộng đồng làm cây chúng ta có cái phong trào tốt, có phần nào đó để giúp cho làng cây phát triển mạnh mẽ. Bây giờ thì có những cây xanh cốt rất đương đại, mặc dù là trước đó thì cũng có nhiều cái xanh cổ, những cây đường nét cổ như thế này. Nếu như mà chú Cường chơi cũng khá là update, lại tiếp tục là những cây si rất là dị dáng. Đấy, nhiều đầu là cái đặc điểm chung của những cây si ở Hải Dương, đều là những cái cốt lớn thân, nhiều thân, sau đó nó cắt phá thu hạ cốt, nó biến hóa từ cái cốt bệ, sau đấy thì nó đục nhiều để tạo thành các cái thân riêng biệt. Đây là cái tác phẩm bonsai quốc tế. Cái này thì có lẽ là quý vị cũng đã ngắm nhiều lần rồi. Nhưng ngày hôm nay thì tôi lại thấy là nó mới mơ lên cái lộc non, cái búp nhỏ xíu, đỏ chót. Nó có cái nét đẹp riêng. Cây thì cái thế nó hơi siêu, dáng rất nghệ thuật. Đặc biệt là cái đường nét, cái tay hồi nó bay về rất là đẹp, cấu tạo các chi chạy rất mềm. Cây này thì già bệ nhũn. Đây, tên này, bonsai quốc tế chủ nhân Nguyễn Mạnh Cường, 0904 486 999. Chú Cường cũng thường xuyên giao lưu. Đấy, cây này thì cũng khá là nhiều người biết. Cái tên là thần kim quy, được sắp được cái bộ bóng tương đối là mịn rồi. Thần kim quy đây. Ở cây có cái dáng thế cực kỳ là khỏe,
làm rất nhanh. Mới ngày nào tôi thấy nó còn chưa mịn thì hôm nay mịn quá, cây đẹp tuyệt vời. Thật sự là đang một cái điểm đẹp nhất của cái cây. Trong này còn rất là nhiều. À, trời thì bắt đầu nó hơi bị tối rồi. Cố gắng quay được đến thời điểm nào mà vẫn nhìn được thì tôi sẽ vẫn quay. Đấy, rất là nhiều những cái cốt xanh nhốn này, đường đại này, đời mới này, nhiều đầu nhiều vai lùn nhún này. Có cả những cái cây xanh thế cổ này, dáng cổ này. Đấy, bộ ba này, bộ ba này cũng là bộ ba đẹp đấy, tương đối là quý đấy. Chân móng này, bệ thân này. Đẹp chưa? Cấu tạo bố cục bông tàn, một dạng bông cổ. Này thì thấy chú Cường kê kích lại cây, sắp xếp lại khuôn viên, nhìn chung nó đẹp ở cái tầng dưới. Thái sơn ngũ bảo, để một cái cây cũng rất nhiều thân. Đó, nhưng mà Cường lại quay cái lưng ra phía sau. Đây thì mặt tiền của nó lại là mặt này. Cái cây có cái cốt thân rất là đặc và cấu tạo rất là nhiều cái thân và cái vai chạy xung quanh mở ra phía trước, cũng làm kiểu bonsai, thân rất lực. Tạo tác theo lối cắt giật kết hợp với lại uốn những cái mấy cái đoạn chi uốn. Chơi cả một số cây mai, cây tùng. Vườn này của chú Cường Thóc này thì cũng khá là nổi tiếng, nhiều người biết. Đấy, chú ấy chơi cả những cây này, có thể là chú Cường hoặc là con trai chú Cường. Gia đình mà hiếm khi được cả bố và con chơi cây đồng bộ, đồng đều thế, độ máu như nhau. Quả thực là cũng rất là quý. Ai chơi cây thì cũng chỉ mong sao có con nối nghiệp, tiếp nối cái thú chơi để nó duy trì cái niềm đam mê. Sợ nhất là chơi xong rồi đến lúc già này không biết là cây bao nhiêu năm mình tâm huyết nó sẽ đi về đâu. Đó là một trong những cái điều rất là cánh cánh, rất là nhức nhối, rất là mong muốn có một cái điều gì đó tiếp nối. Chúng ta ai vậy? Tại sao mà cái văn hóa của người Việt Nam, cái văn hóa xưa thì luôn thích cái có đứa con trai để nối dõi. Nó vì nó có nhiều thứ đam mê, những cái di sản trong cả một cuộc đời tạo dựng, muốn là có người nối cái nghiệp đó. Đây cũng là cái nghiệp chơi, một cái cốt xì quý quá, thật sự rất quý. Cái cốt này già nhũn mà nó đẹp thế, những cốt không đã phê. Thank you.
những cái cốt nhỏ nhỏ. Nắm vài cái cây mai chiếu thủy. Ở Hải Dương có một cái thời điểm mà rất là nhiều anh em là đi sưu tầm trong miền Nam ra để thương mại, nên là có khá là nhiều những cái cây miền Nam ở khu vực Hải Dương. Và cũng là do những cái thời điểm, những cái phong trào anh em thương mại tốt cái gì thì cây nó sẽ phát triển cái đó. Cây si cổ này. Có lẽ là tối quá là chỉ kịp ghi hình cái sân dưới, không kịp là quay cây ở trên sảnh. Trên sảnh thì nhiều cây hoàn thiện hơn. Dưới này thì những cây nuôi để tạo dựng. Đấy, rất là nhiều những cái cốt đường đại phết đây. Đây là những cái cây xanh cổ song thụ này. Đấy, rồi cái không gian góc coi rất là lý tưởng. Kia là một cái nhà thờ. Đấy, là tính chất là tâm linh của Bắc Bộ. Ngoài miền Bắc này thì làm vườn ấy, vườn đẹp đến mấy kiểu gì cũng vẫn phải có một cái lời thờ tự rất là nghiêm trang, trang trọng, vì văn hóa tín ngưỡng miền Bắc rất là mạnh, thờ cúng nghi lễ vẫn theo nhiều cái gọi là văn hóa phương Đông, từ thời Nho giáo phát triển mạnh mẽ thì những cái lễ giáo phát triển rất tốt. Phật giáo cũng phát triển mạnh, nên là cái việc thờ phụng theo cái gọi là cả đạo mẫu đấy phát triển. Vì vậy mà miền Bắc thì văn hóa cái cách chơi đây này, thích cái nhà cổ như này đó, thích làm cái nhà cổ như vậy, không gian rất là cổ kính. Vườn rất đẹp. Ngày hôm nay đến thăm vườn chú Cường Thóc thì không kịp lên sảnh tầng 2 vì trời quá tối. Chia sẻ một chút hình ảnh của cái sân dưới, cái vườn dưới. Vì nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới nha. Tôi còn chia sẻ rất là nhiều hình ảnh các cái nhà vườn, cũng như là cái thương vụ giao dịch tới đây còn mạnh mẽ hơn nữa. Chúc làng cây và tất cả những người yêu cây thêm cái niềm đam mê, và chúng ta sẽ thành công với cái niềm đam mê đó. Hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn trong video tiếp theo.